Chào tất các bạn với trường Rio, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn nó đúng là cho làm câu hỏi, và cũng là hướng dẫn một câu hỏi mà đa số rất nhiều người hỏi mình là tại sao vô mình là không việc lên được. Trước tiên, câu chơi đầu tiên là Rio đó không bị hư nha, nó lại Rio đó không hề bị hư, chỉ là vì là bạn đang sử dụng một con Rio mà gọi là unresponsive or non-responsive yo-yos, đó là bên tiếng Anh, còn bên Việt Nam á gọi là nhạy và không có nhạy. Thì video không nhạy là như thế này nè, đúng không, nhạy đúng không? Là cho dù mình giật mạnh như cỡ nào nó không lên được. Thì nếu cái này mà cần một học một tiêu chí gọi là tập bài hoặc là thu, cái này gọi là thu dây. Chiêu này rất rất phổ biến nha, để sử dụng những con vô mà unresponsive, đặc biệt là chủng loại. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn làm những bước sau. Thì trước tiên là em sẽ chia làm hai loại. Trước tiên là loại slipper, là chỉ cần ném thẳng trước như thế này, đúng không? Thì trước tiên bạn để ngón chỗ bạn phía trước nha, rồi bạn lơ bạn vòng dây sau vô, và từ đây bạn dẫn vô dây cái này và kéo tay này bạn lên. Lúc mà bạn kéo lên á, lúc bạn đưa tay lên á, thì dây từ tay này bạn sẽ quấn khá nhiều vào con vô cái bearing của bạn, và lúc đó sẽ của đó bạn sẽ cần thả tay này ra, hay là vô sẽ tự động tay, bạn nhấn chụp bạn cắt tốc lòng này tôi sẽ chụp nó nha, giống như kiểu mà chụp để con mình sẽ đứng này cho bạn xem. Ok, đưa tay trước dây, còn dưới vô được, và chỉ cần dịnh kéo và thả chụp đơn giản thôi. Làm lại nha, thả nha, lên dây dịnh kéo và thả. Thì đó là dạng breakaway, và vô sẽ xoay hướng phía trước mình. Còn một số người là xài là thường ném video ngang như thế này, thì cái này cũng phải làm tương tự lại, còn nếu mà giờ nếu ngày bình thường là để dây phía trước vô cái này, thì chỉ cần chỉ để con tay sau dây và lại sorry. Nói chung là nó đúng hơn là cho bạn quay hướng nào thì bạn sẽ để tay theo cái hướng đó luôn. Ví dụ vô mình đang quay hướng ở đây, mình sẽ để dây trước nó và tâm tự lên dây, lòng vô dây phía dưới vô dịnh kéo thả và chụp đơn giản. Thì đơn giản vậy, nếu ai mà tập cái này nhiều thì chỉ cần ta dây vậy là gì hả? Đó mong đó là cách mình hay lên làm, đúng hơn là đa số nhiều người đó, nhiều bước cơ bản để thu dây vô. Còn nếu mọi người mà đã tập thành thạo mà dạng như nãy mình chỉ, thì có thể lên những bước mang cao, thu dây cao hơn, như là lên dậy hoặc dậy. Rất nhiều, có rất là nhiều cách để từ thu dây vô, nhưng mà đó là những bước, đó là cách thông dụng nhất để vô bạn có thể lên. Thì đó là cách là mình biết mình hướng dẫn mà mình hay sử dụng khi mình mới bước vào
Dùng cái con vô kiểu này. Dạ, em mong đó là câu trả lời cho giải đáp tại sao vô mình vô của mình lại không lên. Nếu đó là cách mình lên, còn những anh chị em pro khác ấy, làm sao mình không biết, mà cũng từ cái tôi dây mà anh thấy mình chỉ rồi mà biến hóa lên thêm thôi. Đó là câu trả lời cho tại sao vô mình lại vô lại không dứt lên được. Bởi vì đó vô là không nhảy và muốn nhảy và muốn thu dây thì cần làm cái động tác thu dây dấu nãy. Thì mong các bạn video này của mình hãy subscribe channel để mình để biết thêm nhiều video của mình hơn. Nếu có câu hỏi muốn đi cập nghỉ hoặc là muốn nói mình bất cứ gì hãy cứ comment phía dưới. Rồi có gì mình sẽ làm thêm những video như sau về sau nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.